Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2020, cơ sở gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc về các cái sản phẩm của phòng khách, đó là một chiếc kệ TV mẫu mới, mẫu Hàn Quốc kiểu hiện đại. Và đây là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở Hà Đông, Hà Nội. Anh sẽ kê vào chung cư. Và chiếc kệ này có cái thông số kích thước là dài 2m20, sâu 50 và cao 75. Được chúng tôi chọn vân, chọn gỗ, rất là đều, đỏ đẹp. Và đây là kệ tivi gỗ hương đá. Gỗ hương này được chúng tôi nhập khẩu từ Nam Phi. Có một cái sắc vân rất là đẹp. Đó là sắc vân hồng và đỏ. Và trước khi xong mộc thì chúng tôi sẽ quay video clip lại một lượt báo cáo tới gia đình khách hàng cũng như là tới tất cả những người đang theo dõi và xem cái video của chúng tôi. Toàn bộ phần mặt phán đình này chúng tôi làm dày 2 phân và bao bọc là chúng tôi làm khuôn 6 phân. chỉ trông hình thù giống như là chiếu ngựa liền khối nhưng mà chúng tôi là làm khung xung quanh và chúng tôi làm ván bên trong. Tôi xin nhắc lại là chiếc kệ này có kích thước là 2m20, sâu 50, cao 75 được làm từ chất liệu gỗ hương đá 100% nhập khẩu từ Nam Phi và chiếc kệ này chúng tôi không đục chúng tôi để trơn hết để khoe vân kệ này được chúng tôi đánh giá là mẫu kệ TV kiểu hiện đại và chúng tôi sẽ bàn giao trong dịp Tết Dương Lịch sắp tới ở Tết 2021 quý vị đang xem đây là cái ngăn kéo chúng tôi thiết kế cái tay cầm khi chúng tôi đi vào hoàn thiện thì chúng tôi sẽ tháo ra. Và phần quay phần yếm chúng tôi cũng làm chân cong, phần bệ chúng tôi cũng làm dày 4 phân. Và cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều, đẹp. Bộ dưới này thì quý khách có thể để các cái dàn loa, âm ly, đầu thu kỹ thuật số, đầu mạng. Chúng tôi đóng rất là sâu, sâu 50. Quý khách có nhu cầu về làm kệ tivi gỗ hương đá kiểu mẫu trơn hiện đại như này, hãy liên hệ với cơ sở đồ gỗ Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Mẫu kệ này là dành cho những người ưa thích về vân và không thích đục chạm nhiều và có thể kê được các cái dòng tivi cỡ lớn lên tới 100 inch. Quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi sớm nhất để đặt hàng qua hai số hotline 0986 hoặc 0985 226684, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cái sản phẩm này quý khách có thể đạt dài hơn 2m4 2m6 quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ hiền lành để cập nhật các video mới nhất về kệ tivi phòng khách cũng như là bàn ghế phòng khách cảm ơn quý khách đã bớt chút thời gian xem video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu các cái mẫu bàn ăn cũng như các cái bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ mun trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu hiện nay cơ sở đang rất là bận vì đang làm rất nhiều hàng đặt cho quý khách trên toàn quốc trung bình mỗi ngày chúng tôi sẽ tải thứ hai tới ba video thì quý khách có thể đăng ký sớm nhất để xem các video clip của chúng tôi được nhanh nhất và tôi cũng xin dừng video clip tại đây hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo